muốn buồn, muốn bực, muốn xa ổng ra, nhiều khi muốn chửi ổng. Nhưng mà sực nhớ Ngài Xá Lợi Phất dạy, nếu tâm ổng còn dễ thương, ổng còn nghĩ những điều dễ thương, nghĩ đó, nghĩ đến cái đó, nghĩ đến cái tâm dễ thương đó, đừng có nghĩ đến hai cái kia để vượt qua cái cơn giận. Đó, ba cách rồi đúng không? Cái hạng người thứ tư, quý vị gặp cái người này thân không dễ thương, khẩu không dễ thương, mà ý cũng không dễ thương luôn. Làm sao đây? Giờ làm sao? Giờ làm sao đây? Vậy thì Ngài dạy sao đây? Quý vị nghe Ngài dạy nè. Ngài nói là một người mà thân không dễ thương, khẩu không dễ thương, ý không dễ thương, toàn là điều bất thiện không. Ngài nói cái người này giống như lâm trọng bệnh vậy đó. Bệnh sắp chết rồi. Lâm trọng bệnh mà không có thuốc, có nghĩa là người này sắp mất rồi. Mà mình hiểu rộng ra là cái người này đang tạo những điều bất thiện như vậy, thì tương lai của người này sao? Mịt mờ lắm, phải không? Mịt mờ lắm, đau khổ lắm. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh đang đợi họ. Thì quý vị có còn muốn giận nữa không? Cái người mà một thời gian nữa là xuống địa ngục, một thời gian nữa là làm một loài bàn xanh rồi, một thời gian nữa là xuống ngạ quỷ rồi, quý vị còn muốn giận nữa không? Một người mà đang lâm trọng bệnh, ngáp sắp đi rồi, quý vị còn muốn giận nữa không? Đó. Cái người nào mà thân khẩu ý không có dễ thương thì nhớ cái này nha. Ngài dạy như vậy đó. Rồi, hạng người thứ năm, Ngài nói là thân cũng dễ thương, khẩu cũng dễ thương, ý cũng dễ thương. Nước nắng chang chang mà có hồ nước mát mà uống được một cái có phải là hạnh phúc không? Thì cũng vậy đó. Mình ở gần cái người thân khẩu ý dễ thương mà mình thương không được nữa thì chắc là mình miễn nhiễm với thiện pháp luôn. Điều thiện mình nhiễm không nổi, toàn là nhiễm với ác pháp không. Tóm tắt lại có năm hạng người như vậy. Đã, bây giờ thầy nhắc lại nha, ráng thuộc năm hạng người, rồi tùy duyên về nhà, hàng xóm, công ty, quý vị đi vào đời thế nào cũng gặp một trong năm hạng này à. Mà nhiều khi một ngày gặp năm hạng luôn. Có khi cả ngày gặp năm hạng luôn. Thì lấy bảo bối nha, lấy ra, lấy là dùng đó. Ngài Xá Lợi Phất dạy vậy đó. Ngài dạy trong kinh Tăng Chi chương 5 pháp phẩm hiềm hận, bài kinh trừ khử hiềm hận. Bây giờ thầy đưa ngón tay lên học, học bài với thầy luôn nha, học bài. Nói năm dài vậy chứ thật ra cũng dễ nhớ lắm. Rồi, hạng người thứ nhất nè, thân không dễ thương nhưng khẩu dễ thương. Hãy nhớ đến cái khẩu dễ thương. Hạng người thứ hai nè, khẩu không dễ thương nhưng mà thân lại dễ thương. Được chưa? Hạng người thứ ba, thân khẩu không dễ thương mà được trong tâm còn chút dễ thương. Hạng người thứ tư, thân khẩu ý chết quớt luôn. Không có thương được chút nào hết. Thì hãy nghĩ đến phía trước mịt mù lắm, đang lâm trọng bệnh, sắp đi rồi, mà sắp đi xuống cõi xấu rồi, nghĩ như vậy mà thương. Hạng người thứ năm, thân khẩu ý đều dễ thương hết, thì lo mà hưởng đi. Ở cạnh cái người này là phước báu, phước phần của đời mình đó. Để cho mà mình mà giận cái người đó, đó là thua rồi đó. Đó là năm, đụng chuyện quý vị lấy ra. Và khi mà